Tàng, một miền quê di sản, nơi còn gìn giữ nhiều ngôi đình, đền, chùa cổ. Mỗi di tích là một kho tàng lịch sử, văn hóa, chứa đựng đời sống, tâm hồn con người nơi đây. Trong cụm di tích lịch sử văn hóa ở thị trấn Thổ Tàng, huyện Vĩnh Tường, đình Thổ Tàng là công trình cổ nhất còn lại đến nay. Ngôi đình là di tích được xếp hạng quốc gia sớm nhất của tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1964 và là niềm tự hào của người dân địa phương. Đình Thổ Tàng được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 17 và đình được thờ là vị tướng đánh giặc Nguyên cứu nước, vị tướng ấy có tên là Phùng Lân Hổ. Vị tướng ấy sinh ra ở làng Đồng Thái, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Khi lớn lên thì giặc Nguyên xâm lấn nước ta thì vị tướng ấy mộ quân, luyện quân và tuyên là Phù Trần đánh giặc Nguyên cứu nước. Vị tướng ấy đánh giặc Nguyên ở vùng Sơn Tây, đánh giặc Nguyên ở vùng Thổ Tàng, đánh giặc Nguyên ở vùng Bạch Hạc, đánh giặc Nguyên ở vùng sông Cà Lò và đánh giặc Nguyên ở vùng Yên Bái, Nghĩa Lộ. Do có công trạng lớn thì vua Trần Nhân Tông có phong cho Đức Thánh làng tôi là 8 chữ vàng. 8 chữ vàng đấy là Nam Thiên Tráng Khí, Bắc Khấu Hàn Tâm. Có nghĩa là trời Nam là khí quân rất hùng mạnh và Bắc Khấu Hàn Tâm có nghĩa là phương Bắc thua trận và rút về nước. Đình Thổ Tàng cũng là nơi thờ Thánh Từ, thân mẫu của Đô Thống Đại Vương Thượng Đẳng Thần Lân Hổ, đồng thời thờ Thanh Hoàng Làng. Nổi bật trong không gian trang trọng ở bàn thờ chính diện của đình là bức hoành phi được làm từ gần 200 năm trước, vẫn được giữ nguyên vẹn đến ngày nay. Cái cổ mà đình Thổ Tàng thờ là thờ 4 chữ, tức là thờ thần nhân tư duyệt. Nhưng sau khi làm đình xong thì ở xóm này, xóm kia sinh ra cái chuyện bất hòa trong làng, trong xóm. Vì vậy cho nên ông Tổng đốc Sơn Tây ở thế kỷ thứ 18 tặng đình 3 chữ là hòa vi quý. Thế một bên là Canh Thủy Đông, một bên là Tổng đốc Sơn Tây tặng. Đấy xin giới thiệu. Mà ba chữ ấy đến năm nay là 197 năm. Mọi sự kiện ở trong gia đình cũng như ở trong làng đây đều lấy cái chữ hòa làm đầu. Cho nên là dân Thổ Tàng lấy ba chữ này làm để tôn thờ. Cùng với giá trị lịch sử linh thiêng, đình Thổ Tàng còn ghi đậm dấu ấn kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của thời Hậu Lê với nhiều cổ vật và những bức chạm khắc gỗ vô cùng tinh tế mà không nơi nào có được. Ông ơi, cháu thấy ở trong đình mình có rất là nhiều những bức điêu khắc tinh xảo và đặc biệt ạ. Vậy ý nghĩa của những bức điêu khắc này là gì ạ? Đây là bức ngày hội mùa từ khi bắt đầu làm đình. Bức thứ hai đằng sau là bức thường nhật phản ánh cái đời sống sinh hoạt thường nhật của dân Thổ Tàng đời lục thứ bảy. Bức đằng sau là bức tranh rồng tiên là biểu hiện là đẹp như rồng và đẹp như tiên. Và bức tranh đằng sau nữa là bức tranh thượng võ biểu hiện là Đức Thánh là một cái người rất thượng võ và đồng thời cũng biểu hiện là cái người dân ở đây là rất thượng võ. Bức tranh ở cái góc kia là bức tranh coi như là đánh ghen, phản ánh đời sống rất dân dã của thời kỳ đầu thứ 17. Và bức tranh ở đây tức là bức tranh tứ tiểu, tức là bốn ông uống rượu. Thì tất cả những bức tranh ở đây đều nêu lên phản ánh trung thực đời sống nhân dân của đầu thế kỷ 7 cho đến bây giờ. Trải qua gần 4 thế kỷ, cho đến nay, đình Thổ Tàng đã trở thành di sản quý báu trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, anh hùng cách mạng. Đặc biệt trong khuôn viên đình còn có rất nhiều cây cổ thụ đã được vinh danh là cây di sản Việt Nam. Du khách đến đây sẽ thấy sức sống bền bỉ của một không gian cổ kính, hòa nhịp giữa hơi thở cuộc sống đương đại, bởi được trân quý và gìn giữ qua các thế hệ người dân Thổ Tàng.